Một năm cũ đã qua, cùng nhau đón năm mới bình an muôn nhà, yêu thương ấm no, như một nơi cùng nhau trở về sum vầy, tiếng cười khắp muôn nhà, tiếng pháo đài mới rộn ràng, cùng ngàn câu chúc an lành, chào một năm mới bình an. Hoa đào thắm tươi, hoa mai đua màu, người người cầu may, an khang phúc lộc. Dù ở chốn xa nào, dù có khó khăn nào, trở về nơi chốn yên bình, ấm áp của gia đình. Cầu sung túc mọi nơi cùng đón xuân về hòa chung muôn nhà yêu yên vui cùng ấm no, xóa bỏ những ưu phiền, xóa hết mọi lòng buồn, đem yêu thương đến muôn nhà, chào một năm mới yên bình, bởi vì Tết là Tết xuân về. Cầu sung túc mọi nơi cùng đón xuân về hòa chung muôn nhà yêu yên vui cùng ấm no, xóa bỏ những ưu phiền, xóa hết mọi lòng buồn, đem yêu thương đến muôn nhà, chào một năm mới yên bình. Năm mới ông bà chúc cháu như thế là luôn mạnh khỏe, công thành danh toại, làm ăn phát đạt, vạn sự như ý. Vâng, xin cảm ơn ông bà. Dạ. Năm mới ông nội chúc hai cháu, chúc cháu dâu càng ngày càng khỏe, càng trẻ đẹp ra. Năm mới ông bà luôn mạnh khỏe. Chúc cháu trai bước sang năm mới công thành danh toại, khỏe mạnh. Chúc ông bà năm mới mạnh khỏe, ông bà như thế là năm mới chúc cháu trai bước sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe, như thế là thông minh học giỏi nhá. Sang năm như nay là như khi ra trường là ông phải được cái bằng thủ khoa. Sang năm mới là chú cháu là luôn luôn mạnh Xin chào. Hôm nay là mùng 1 Tết. Đây, dâu trưởng giới thiệu. Nguyễn Thị Thu Hương. Bác trưởng mừng tuổi. Còn kia là dâu tốt đâu rồi? Nhìn khuất mắt. Đấy, dâu 2. Còn dâu 3 đâu rồi? Đấy. Thế các dâu đang làm món gì đấy? Năm mới con chúc mọi người mạnh khỏe, tiền bạc như nước. Năm mới chúc toàn thể chú, toàn thể gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Rồi xin cảm ơn nhá. Vâng. Xuân năm nay là xuân Quý Mão, ông nội bà nội vui mừng phấn khởi, có thêm cháu dâu và các cháu trai cháu gái thành đạt. Ông làm mấy câu thơ để tặng các cháu. Phú Thành Đức Vượng Tấn Quỳnh Hiền Vi Ngọc Huyền, bảy hạt giống quý nối dòng than ra, khôn ngoan học giỏi nết na, đẹp trai tuấn tú ai mà chả yêu, siêng năng chịu khó sớm chiều, được nhân sự nghiệp là điều ông mong. Quỳnh Vi cháu gái Ngọc Huyền của ông, tóc đen da trắng nuôi hồng thêm tươi, lớn lên cháu bước vào đời, hôm nay sự nghiệp được đời cháu khi tâm khắc cốt nhớ ghi, cũng đung ngôn hành quả về. Phân ăn ở có đức có nhân, đức nhân sự nghiệp song toàn cả hai. Ông khuyên cháu gái Quỳnh Vi Ngọc Huyền siêng năng học giỏi lại càng giỏi hơn, chăm chỉ rèn sách sớm hôm, tiếp thu kiến thức tinh khôn hơn người, lắng nghe học giỏi đường đời, vững chân cháu bước đạt lời hứa nay. Mong cháu có đức có nhân, đức nhân sự nghiệp hai phân vẹn tròn. Ông nội năm Quý Mão. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết Quý Mão tại Châu Quỳ, gia đình tổ chức bữa tiệc đây bác Mơ ơi, chủ sĩ của ngày hôm nay. Hello, chúc mừng năm mới cả nhà, một năm mới phát tài phát đạt và
thành công thịnh vượng nhá. Vâng, cảm ơn bác. Còn đây là chúc mừng năm mới, chúc năm mới cả nhà mạnh khỏe, vui vẻ, mọi sự như ý, an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới. Đứng trước màn hình quý vị đang theo dõi đó là chúc mừng năm mới. Đây anh Thành, xin chào. Chúc mừng năm mới cả nhà. Chúc mừng năm mới nhá. Ăn khỏe, khỏe và rất là nhiều tiền nhá. Rồi à. Kia là Hoàng Anh kìa. Dạ, năm mới chúc cả nhà mình năm mới ăn hàng thịnh vượng. Anh Dung. Dạ. Chúc cả nhà mình luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. À, bác Toán, xin chào bác Toán. Bác Toán khỏe lắm. Bác Sơn, anh Lâm. Salon V Golden. Salon V Golden. Cháu Thúy, mua cái gì đấy? Loan ơi. Đây, đây là con gái của Hoàng Anh này. Đây là bà nội của cháu này. Vui khỏe làm ăn phát đạt. Còn đây là chủ spa này. Rồi, xin cảm ơn các bạn cả nhà. Năm mới chúc tất cả nhà mình có nhiều sức khỏe, năm mới an khang và thịnh vượng. Thank you.